thang Thiên Chúa kêu mời. Đoàn con hỡi mau loan tin Chúa xuống đời. Chúa đã chết thêm muôn người, Chúa chiến thắng bước lên trời để đem ơn thiêng cứu rỗi cho phàm nhân. Cùng nhau làm chứng nhân cho tin mừng, nhịp chân vui dân thân không hề ngừng. Cùng nhau làm chứng nhân cho tin mừng, dù lo nhưng vững tâm trong niềm tin. Đoàn con ơi mau ra đi khắp phương trời, mời muôn dân theo danh ta sống tin mừng. Hãy cố gắng tin không ngừng, dẫu có lúc khó không chừng, đừng lo khi ta sẽ mãi luôn ở bên. Cùng nhau làm chứng nhân cho tin mừng, nhịp chân vui dân thân không hề ngừng. Cùng nhau con nay vâng ra đi bước lên đường, tình yêu thương mang đi gieo khắp phố phường, đem tin yêu cho muôn người, loan tin vui cho cuộc đời, truyền giao tình thương Thiên Chúa cho ngàn nơi. Cùng nhau làm chứng nhân cho tin chân vui dân thân không hề ngừng. Cùng nhau làm chứng nhân cho tin mừng, dù lo nhưng vững tâm trong niềm tin. Đường con đi tuy gian nguy có lo gì, vì Thiên Chúa luôn yêu thương dẫn đưa đường, sống chúng ta giữa muôn người, vững tiến bước giữa cuộc đời, chẳng ngời nói gương chữ thánh mang lòng thánh. Cùng nhau làm chứng nhân cho tin mừng, nhịp chân đơn. Dù không nghe thấy lời
mà vang khắp nơi hoàn cầu. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo kỳ công của Người, ngày ngày nhắc nhở cho ngày tới, đêm nay truyền lời cho đêm kia. Tiếng những công trình Chúa vang xa khắp cùng trái đất, dù không nghe thấy lời mà vang khắp nơi hoàn cầu. Lạ thay, vạn vật không hay lên tiếng, tai nghe không thấy một âm thanh tràn, vượt ngàn sự điệp vang rộng khắp, loan đi tận cùng nơi dương gian. Trình Chúa vang xa khắp cùng trái đất, dù không nghe thấy lời mà vang khắp nơi hoàn cầu. Tiếng những công trình Chúa vang xa khắp cùng trái đất, dù không nghe thấy lời mà vang khắp nơi hoàn cầu. Thiên hà loan báo tin mừng cho hết mọi loài. Nào muôn nước hỡi, hãy dâng lời ngợi ca Thiên Chúa. Này ngàn dân ơi, hãy dâng lời tụng ca Chúa Trời. Đi khắp tứ phương thiên hà, loan báo tin mừng cho hết mọi loài. Tình thương của Chúa đã cho ta thật bao tha thiết, lòng thành tín Chúa tới muôn đời bền vững mãnh liệt. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hà, loan báo tin mừng cho hết mọi loài. Thiên Chúa dù thương và ban phúc lành, xin Ngài tỏa ánh tôn nhan trên khắp nhân gian, cho hết hoàn cầu biết được đường lối của Chúa, và cho muôn nước biết
ơn cứu độ của Ngài. Ngàn dân hỡi hãy dâng lời tạ ơn Chúa Trời. Ngàn dân ơi hãy đồng thanh tạ ơn danh Ngài. Nguyện cho muôn nước mừng vui hò reo thái bình, do Ngài thống lĩnh nhân sinh theo lẽ công minh. Muôn nước hòa bình Chúa chỉ đường ngay nẻo chính. Ngài luôn đưa dẫn các dân khắp mặt đất này. Ngàn dân hỡi hãy dâng lời tạ ơn Chúa Trời. Ngàn dân ơi hãy đồng thanh tạ ơn danh Ngài. Này muôn dân hỡi hòa ca tạ ơn Chúa Trời. Muôn ngàn nước hỡi tri ân Thiên Chúa khoan nhân. Xin Chúa rộng lòng chúc lành và ban hạnh phúc, để cho muôn nước biết luôn kính sợ Chúa Trời. Ngàn dân hỡi hãy dâng lời tạ ơn Chúa Trời. Ngàn dân ơi hãy đồng thanh tạ ơn danh Ngài. Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi. Hãy ra đi rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng cho mọi người trên khắp thế gian. Đi loan truyền bình an. Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các hãy đi, hãy ra đi chớ sợ lo gì, chớ sợ gì, sẽ ở cùng cả con cho tới tận thế, mỗi ngày cho tới tận thế. Ta sai anh em đi khắp nơi đến với muôn người. Con xin ra đi. Dạy cho muôn dân tuân giữ luôn điều ta đã truyền. Ai nghe và chịu phép giữa tôi đi đường cứu dân. Tin mừng ai cha nhờ tin danh cha và tin ta với Chúa thành thần cùng Chúa Ba. Đây ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi. Hãy ra đi rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng cho mọi người trên khắp thế gian. Đi loan truyền bình an. Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi. Ra đi chớ sợ lo gì, chớ sợ gì, sẽ ở cùng cả con cho tới tận thế, mỗi ngày cho tới tận thế. Ta sai anh em đi khắp nơi nói với muôn người. Con xin ra đi. Lời tiên tri xưa đã chém ra rằng đấng cứu độ xin loan tin.
sẽ trên nhục hình sau phục sinh vào cuộc sống mới. Tin mừng ngài cha để cho muôn dân từ muôn nơi lãnh phúc nước trời. Ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi. Hãy ra đi rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng cho mọi người trên khắp thế gian. Đi loan truyền bình an. Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi. Hãy ra đi chớ sợ lo gì. Chớ sợ gì. Sẽ ở cùng cả con cho tới tận thế. Mỗi ngày cho tới tận thế. Ta sai anh em đi khắp nơi loan báo nước trời. Con xin ra đi. Quyền năng nơi cha đã phó trao và ta lãnh vào. Con xin loan tin luôn ban tuôn trào trên người nào truyền dạy chân lý. Con tin mừng ngài cha để trong gian nguy còn ra đi không hãi lo gì. Đây ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi. Hãy ra đi rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng cho mọi người trên khắp thế gian. Đi loan truyền bình an. Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi. Hãy ra đi chớ sợ lo gì. Chớ sợ gì. Sẽ ở cùng cả con cho tới tận thế. Mỗi ngày cho tới tận thế. Trên khắp thế gian đi loan truyền muôn
chớ lo gì, lo gì. Sẽ ở cùng các con cho tới tận thế, mỗi ngày cho tới tận thế. Con xin ra đi, con xin loan tin, ha ha, vâng tin mừng ngài trao, ha ha, là hồng phúc Chúa ba. Này ta sai các con hãy đi, hãy đi, hãy ra đi rao giảng tin mừng cho mọi người trên khắp thế gian, đi loan truyền bình an. Này ta sai các con hãy đi, hãy đi, hãy ra đi chớ sợ lo gì, sợ gì. Sẽ ở cùng các con cho tới tận thế, mỗi ngày cho tới tận thế. Ta sai anh em đi khắp nơi, đến với muôn người. Con xin ra đi, dạy cho muôn dân tuân giữ luôn điều ta đã truyền. Con xin loan tin, ai nghe và chịu phép giữa tôi thì được cứu rỗi. Vâng tin mừng ngài chào, nhờ tin danh Cha và tin ta với Chúa Thánh là hồng phúc Chúa Ba. Này ta sai các con hãy đi, hãy đi, hãy ra đi rao giảng tin mừng, rao giảng tin mừng, tin mừng cho mọi người trên khắp thế gian, đi loan truyền bình an. Này ta sai các con hãy đi, hãy đi, hãy ra đi chớ sợ lo gì, chớ sợ lo gì. Sẽ ở cùng các con cho tới tận thế. Ta sai anh em đi khắp nơi, đến với muôn người. Con xin ra đi, dạy cho muôn dân tuân giữ luôn điều ta đã truyền. Con xin loan tin, ai nghe và chịu phép giữa tôi thì được cứu rỗi. Vâng tin mừng ngài chào, nhờ tin danh Cha và tin ta với Chúa Thánh là hậu cung Chúa Ba. Này ta sai các con hãy đi, này ta sai các con hãy đi, hãy ra đi rao giảng tin mừng, rao giảng tin mừng, rao giảng tin mừng cho mọi người trên khắp thế gian, đi loan truyền bình an. Này ta
sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi, hãy ra đi chớ sợ lo gì, chớ sợ gì, sẽ ở cùng cả con cho tới tận. Ta sai anh em đi khắp nơi, đến với muôn người. Con xin ra đi, dạy cho muôn dân tuân giữ luôn điều ta đã truyền. Ai nghe và chịu phép giữa tôi thì đường cứu rỗi. Tin mừng ai cha, nhờ tin danh cha và tin ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi, hãy ra đi rao giảng tin mừng, rao giảng tin mừng, rao giảng tin mừng cho mọi người trên khắp thế gian, đi loan truyền bình an. Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi, hãy ra đi chớ sợ lo gì, chớ sợ gì, sẽ ở cùng cả con cho tới tận thế, mỗi ngày cho tới tận thế. Ta sai anh em đi khắp nơi, nói với muôn người. Con xin ra đi, lời tiên tri xưa đã chép ra rằng đấng cứu độ ơi sẽ trên nhục hình sau phục sinh vào cuồng sống mơ. Tin mừng ai cha, để cho muôn dân từ muôn nơi lãnh phúc nước trời. Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi, hãy ra đi rao giảng tin mừng, rao giảng tin mừng, rao giảng tin mừng cho mọi người trên khắp thế gian, đi loan truyền bình an. Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các hãy đi, hãy ra đi chớ sợ lo gì, chớ sợ gì, sẽ ở cùng cả con cho tới tận thế, mỗi ngày cho tới tận thế. Ta sai anh em đi khắp nơi loan báo nước trời. Con xin ra đi, quyền năng nơi cha đã phó trao và ta lãnh vào. Con xin loan tin luôn ban tuôn trào trên người nào truyền dạy chân lý. Vâng, tin mừng ai cha, để trong gian nguy còn ra đi không hãi lo gì. Đây ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi, hãy ra đi rao giảng tin mừng, rao giảng tin mừng, rao giảng tin mừng cho mọi người trên khắp thế gian, đi loan truyền bình an. Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi, hãy ra đi chớ sợ lo gì, chớ sợ gì,